Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Chiều nay ngày 25 tháng 12, đám cưới Như Quỳnh, Ngọc Sơn chính thức được diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Sài Gòn. Trong ngày trọng đại của nữ ca sĩ có sự góp mặt của nhóm bạn thân đình đám, cũng vì để giữ sự riêng tư cho Ngọc Sơn như đã tiếp tục thắt chặt an ninh, không có truyền thông tác nghiệp trong ngày vui của mình. Trong những hình ảnh được đăng trên mạng xã hội, Ngọc Sơn, Như Quỳnh và các nghệ sĩ khéo léo giấu kín. Khi xem thiệp cưới của Như Quỳnh, Ngọc Sơn nhiều người phải choáng khi xem. Qua quy định dành cho khách mời tham dự đám cưới, một người bạn của cặp đôi cho biết để có thiệp cưới sang trọng, tinh tế và đẹp mắt thế này, giá in một tấm thiệp phải hơn 100 không đồng chiếc. Sau thời gian úp mở thì thời gian tổ chức đám cưới Ngọc Sơn được ấn định chính xác vào 18 giờ ngày 26 tháng 12 tại một trung tâm tiệc cưới ở quận 1. Thành phố Hồ Chí Minh quy định đặc biệt dành cho khách mời tham dự tiệc cưới Ngọc Sơn Như Quỳnh là phải mặc trang phục đỏ và đen. Trong thiệp ghi rõ, khách đến dự phải mang theo thiệp và không đưa người thân đi cùng. Hiện tại, dù sắp đến ngày hạnh phúc nhưng Như Quỳnh, Ngọc Sơn đều bận rộn với lịch chạy show. Tuy nhiên, những hình ảnh hậu trường thử trang phục cưới của cặp đôi đã được tiết lộ. Thông tin Ngọc Sơn và Như Quỳnh có mối quan hệ đặc biệt được rộ lên cuối năm 2018 khi giọng ca Tình Cha luôn nhiệt tình với các hoạt động của Như Quỳnh kể từ khi cô rời hải ngoại về nước. Cụ thể, vào cuối tháng 10 năm 2018, hình ảnh Ngọc Sơn và Như Quỳnh tình tứ trong biệt thự của nam ca sĩ được chia sẻ. Cư dân mạng xôn xao tin cả hai sắp đám cưới. Ngọc Sơn tiết lộ giọng ca duyên phận đến thăm nhà anh. Sau khi cả hai cùng ngồi ghế nóng chương trình thần tượng Bolero, khi đó Ngọc Sơn cho biết tình cảm dành cho Như Quỳnh là từ 20 năm trước. Hiện tại anh với cô chỉ là đồng nghiệp, anh em. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn bán tín bán nghi về sự việc này. Vừa rồi, trong live show Người Tình Mùa Đông của Như Quỳnh diễn ra ở Đà Nẵng tối ngày 18 tháng 1, giọng ca hải ngoại lần đầu nói về mối quan hệ với Ngọc Sơn và cũng là lần đầu chia sẻ về tin đồn kết hôn với Ngọc Sơn. Từng xôn xao trước đây tin đồn chúng tôi sắp cưới là không đúng. Tôi ngại tin này làm ảnh hưởng đến tình cảm dành cho anh Ngọc Sơn, Như Quỳnh nói. Về phía Ngọc Sơn, anh cho hay, Như Quỳnh đẹp, hát quá ngọt ngào, tôi rất thích nhưng chúng tôi đã là anh em, đồng nghiệp rồi. Không thể yêu được. Đêm nhạc ở Hà Nội hồi cuối năm 2018 của Như Quỳnh gặp sự cố về khâu tổ chức, âm thanh, dàn dựng. Do vậy, nữ ca sĩ cho biết cô lo ngại mỗi khi tổ chức show diễn riêng. Cô chia sẻ bản thân cảm thấy tự tin hơn vì ekip có sự chuẩn bị kỹ càng. Ngọc Sơn và Như Quỳnh kết hợp ăn ý khi song ca hai tác phẩm nổi tiếng Con Đường Xưa Em Đi và Cho Vừa Lòng Em. Như Quỳnh thể hiện những bài hát quen thuộc, gắn liền với tên tuổi của chị như Nửa Vầng Trăng, Qua Cơn Mê, Vùng Lá Me Bay, Hoa Trinh Nữ, Duyên Phận, Thiên Đàng Ái Ân, Mộng Chiều Xuân, Câu Chuyện Đầu Năm và Tôi Cũng Yêu Em, đặc biệt Như Quỳnh. Còn thể hiện lại ca khúc Người Tình Mùa Đông, bản hit năm 1995 của mình bằng bản hòa âm acoustic mộc mạc nhưng sâu lắng. Đêm nhạc còn có sự tham gia của Ngọc Sơn. Nam ca sĩ khuấy động sân khấu bằng cách nói chuyện hài hước, những điệu nhảy do chính mình sáng tác. Anh thể hiện các ca khúc bolero do mình sáng tác. Như Quỳnh là một trong những nữ ca sĩ có lượng fan đông đảo dù nhiều năm sống và hoạt động ở hải ngoại. Thành công về sự nghiệp nhưng tình cảm của nữ ca sĩ khá lận đận. Chị đã ly hôn người chồng kỹ sư và một mình nuôi con gái suốt 4 đến 5 năm qua. Như Quỳnh sinh năm 1970. Từng được xem là mỹ nhân làng nhạc khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt hiếm có. Nhắc đến Như Quỳnh, khán giả luôn nhớ đến loạt ca khúc trữ tình đi cùng năm tháng như Người Tình Mùa Đông, Duyên Phận, Vùng Lá Me Bay, Chuyện Hoa Sim, Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi năm 1993. Như Quỳnh cùng gia đình sang Mỹ và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất ở thị trường Hải. Hôn người chồng kỹ sư và một mình nuôi con gái suốt 4 đến 5 năm qua. Như Quỳnh sinh năm 1970, từng được xem là mỹ nhân làng nhạc khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt hiếm có. Nhắc đến Như Quỳnh, khán giả luôn nhớ đến loạt ca khúc trữ tình đi cùng năm tháng như Người Tình Mùa Đông, Duyên Phận, Vùng Lá Me Bay, Chuyện Hoa Sim,
chuyện tình người Trinh nữ tên Thi năm 1993. Như Quỳnh cùng gia đình sang Mỹ và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ đắt sâu nhất ở thị trường hải ngoại. Khán giả yêu thích nữ ca sĩ gốc Quảng Trị không chỉ bởi giọng hát truyền cảm, đầy cảm xúc mà còn bởi gương mặt mang nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Việt tài năng, xinh đẹp và nổi tiếng. Song cuộc đời của ca sĩ Như Quỳnh gặp không ít choan chuyên, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Như Quỳnh lập gia đình và sinh con khá muộn với chồng là kỹ sư không lưu người Việt tại Mỹ. Cả hai có một cô con gái tên Melody Đông Nghi, sinh năm 2007. Dù đã có con với nhau nhưng Như Quỳnh tâm sự cô chưa từng mặc váy cưới và tổ chức một hôn lễ đúng nghĩa. Năm 2015, Như Quỳnh lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ. Cô là người chủ động nói lời chia tay sau khi cảm thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho chồng cũ. Chúng tôi chia tay vì không hợp nhau. Nói thật do tôi quá yêu nghề cũng như có tính cách ích kỷ riêng trong cuộc sống, Như Quỳnh bộc bạch. Sau đổ vỡ, giọng ca Duyên Phận cho biết con gái là món quà mà cuộc sống ban tặng cho cô. Tôi lập gia đình muộn, vẫn hy vọng là mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vẹn tròn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chia tay vì không hợp nhau. Nói thật do tôi quá yêu nghề cũng như ích kỷ riêng trong cuộc sống. Tôi ao ước có một đứa con và trời đất đã cho tôi món tài sản vô giá này. Danh ca Ngọc Sơn luôn nhận được nhiều tình cảm của khán giả và đồng nghiệp vì lối sống nghĩa tình và luôn quan tâm tận tình với người xung quanh. Chia sẻ về chuyện tình cảm trong một bài phỏng vấn gần đây, danh ca Ngọc Sơn tâm sự về cuộc sống của bản thân ở tuổi tứ tuần và tình cảm dành cho học trò, con nuôi, học trò. Con nuôi của tôi là những người có căn tu, trời thương nên ban cho tôi những người con, người học trò thông minh và có giá trị trong cuộc sống. Ví dụ như tiến sĩ Trẻ Duy Cường hiện làm giám đốc cho công ty của tôi. Cường là người đưa ý tưởng và sáng lập nên công ty. Tôi và các học trò muốn cộng tác với mọi người để đưa ra những sản phẩm phi lợi nhuận, nghèo cho sạch, rách cho thơm, tiền đi hát của. Tôi và các con sẽ phụ công ty để làm việc tốt cho đời, tri ân bất cầu báo, giúp được cho đời bao nhiêu là tôi vui lắm. Đó là chia sẻ thật của tôi. Người ta nói tiền xài bao nhiêu cũng hết, mà tôi thì có xài tiền gì bao nhiêu. Tôi toàn ăn rau, uống nước lọc, cho đi sẽ còn mãi. Tôi nợ đại gia đình là tài sản vô giá, khủng khiếp lắm. Học trò và các con của tôi đều hiểu tôi nên mọi người đều dung hòa, yêu thương lẫn nhau chứ không sân si, hơn thua. Danh ca Ngọc Sơn chia sẻ, tâm sự về chuyện con cái. Ngọc Sơn bày tỏ tâm niệm mọi chuyện tùy duyên. Mọi người đều mong muốn tôi có một người con riêng nhưng duyên chưa tới, tôi đành chịu thôi. Ở đời ai cũng có đôi, Ngọc Sơn thì vẫn lẻ loi một mình, nhưng Sơn có đại gia đình gặp nhau ca hát tâm tình rất vui. Lúc nào tôi cũng thắp nhang cầu cho bố mẹ mạnh khỏe, đại gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tôi thì có nhiều sức khỏe để cống hiến cho đại gia đình. Bây giờ nếu mà duyên tới thì tôi sẵn sàng đưa bàn tay để đón nhận. Nếu trời ban cho tôi có một đứa con thì tôi cảm ơn. Thật ra cũng có nhiều người con gái thích tôi, nhưng mà tôi nghĩ cao hơn, suy nghĩ đến cha mẹ người ta, nghĩ đến nhiều mặt khiến mình phải đau khổ, cuối cùng dằn vặt sao mình bỏ cuộc đời này sớm vậy. Nhưng cuối cùng điều đó lại trở thành một ý thức và tôi cảm thấy điều đó là niềm vui, và đại gia đình cũng là niềm an ủi tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi cũng tìm một người gì đó có nhân duyên, song công việc quá nhiều, chiếm hết thời gian tập tạ, chơi bóng bàn của tôi, Ngọc Sơn bộc bạch. Nói về tin đồn đa tình, Đào Hoa và tin đồn cưới Như Quỳnh, nam danh ca thẳng thắn chia sẻ, chuyện đó tôi không biết, còn tôi có thích người ta lén mà người ta không biết đó chứ. Còn Như Quỳnh thì tôi rất là yêu bởi vì cô ấy là thần tượng của tôi. Về việc tôi lên báo chia sẻ có tình cảm đặc biệt với Như Quỳnh thì đó là chuyện của hơn 20 năm trước. Còn giờ đây chúng tôi chỉ là hai anh em thân thiết với nhau trong nghề và trong cuộc sống đời thường. Chơi bóng bàn của tôi, Ngọc Sơn bộc bạch. Nói về tin đồn đa tình, Đào Hoa và tin đồn cưới Như Quỳnh, nam danh ca thẳng thắn chia sẻ, chuyện đó tôi không biết, còn tôi có thích người ta lén mà người ta không biết đó chứ. Còn Như Quỳnh thì tôi rất là yêu bởi vì cô ấy là thần tượng của tôi. Về việc tôi lên báo chia sẻ có tình cảm đặc biệt với Như Quỳnh thì đó là chuyện của hơn 20 năm trước. Còn giờ đây chúng tôi chỉ là hai anh em thân thiết với nhau trong nghề và trong cuộc sống đời thường.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.